Hai mẫu xe điện hoàn toàn mới của VinFast chính thức được vén màn khi giám đốc thiết kế của VinFast David Leon đọc câu lệnh quen thuộc Hey VinFast. Bộ đôi VFE35, VFE36 ngay lập tức gây ấn tượng với hàng trăm khách mời có mặt tại sự kiện bởi thiết kế hài hòa và mang đặc điểm nhận diện độc đáo của VinFast. VFE35 là mẫu SUV điện phân khúc D với kích thước 4750x1900x1660mm. Với kết cấu đặc biệt của xe điện, VFE35 có không gian bên trong xe rộng rãi hơn hẳn những loại xe cùng phân khúc chạy bằng xăng, dầu. VFE35 có công suất tối đa 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 640 Nm và khả năng tăng tốc không đến 100 km/h trong 5,5 giây, mục tiêu dự kiến. Hệ thống pin trên VFE35 có tính năng sạc nhanh và sạc siêu nhanh. Tùy phiên bản, VFE35 có quãng đường di chuyển cho một lần sạc đầy khoảng 460-510 km, trong khi đó, VFE36 là mẫu SUV điện cỡ lớn phân khúc E với kích thước 5120x2000x1721mm. Với phong cách vai năm thước rộng, VFE36 mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn và tiện dụng, giám đốc thiết kế VinFast David Leon cho biết. Giống như VFE35, VFE36 trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống chuyển động có công suất tối đa 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 640 Nm. VFE36 có hai phiên bản với quãng đường di chuyển cho một lần sạc đầy khoảng 485-680 km, mục tiêu dự kiến. Bộ đôi xe điện mà VinFast mang tới LA Auto Show cùng được thiết kế với dự kiến đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất mức 5 sao của NHTSA, Mỹ Euro NCAP châu Âu và ASEAN NCAP. Hai mẫu VFE35 và VFE36 cũng dự kiến có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao giúp hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc trợ lái trên đường cao tốc tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe toàn phần, người lái ngồi trong xe cũng như tự đỗ, người lái giám sát xe, triệu tập xe thông minh. VFE35 và VFE36 được đánh giá sẽ là những sản phẩm tiên phong, giúp VinFast đặt nền móng trên con đường trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. Hai mẫu xe dự kiến được hãng mở bán từ nửa đầu năm 2022 và dự kiến bắt đầu giao xe vào cuối năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!